cả bản Bủng ở xã Mường Bú, huyện Mường La, bà con nuôi hơn 300 con trâu bò. Gần 50 con trong số này đã bị mắc bệnh lở mồm long móng hồi tháng 9 vừa qua. Đến nay, ổ dịch đã qua 21 ngày, địa phương cũng đã công bố hết dịch, nhưng bà Chom vẫn chưa hết lo lắng. Tôi đi chăn dắt thì tôi thấy nó biểu hiện là đi chợp và mồm chảy nước dãi và ăn cỏ kém. Thì tôi về, lập tức tôi báo với gia đình và bảo lãnh đạo bản, xong là báo thú y viên. Tôi biết là nó là bị mồm long móng, thế là tôi biết là bệnh này nó rất là nguy hiểm, cho nên là tôi tách đàn ngay. Ngay sau khi dịch xảy ra, lực lượng chức năng địa phương và cán bộ thú y xã đã kịp thời khoanh vùng dập dịch, hướng dẫn bà con các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không để dịch lây lan ra hơn 4.000 con trâu bò của cả xã. Ủy ban dân xã đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch. Và cái thứ hai nữa là thành lập tổ phản ứng nhanh. Thứ ba là thành lập chốt chặn kiểm dịch. Vâng. Để không để nhân dân là bán tháo bán chạy các cái gia súc đang bị dịch bệnh, đang mắc bệnh. Tuyên truyền vào con dự trữ thức ăn, nên là không mang đi chăn thả, chủ yếu nuôi nhốt, xong tổ chức chỉ đạo tiêm phòng bao vây những hộ chưa có trâu bò mắc bệnh lở mồm long móng, chỉ đạo bà con xử lý phân do các kiểu là quét dọn vệ sinh thường xuyên. Với các biện pháp đồng bộ, đến nay ổ dịch lở mồm long móng ở xã đã được khống chế, đàn trâu bò bị bệnh đã được chữa khỏi. Tuy nhiên, với phương châm không chủ quan với dịch bệnh, các địa phương ở Sơn La tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn bà con các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó, tiêm vaccine được xem là giải pháp cốt lõi. Tôi cũng tiếp tục tham mưu cho Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn trình tỉnh ban hành cái chính sách để hỗ trợ cho người chăn nuôi nhằm mục đích là bao phủ được vaccine cho đàn đại gia súc khoảng 7% tổng đàn để tạo được cái miễn dịch cộng đồng. Bệnh lở mồm long móng trên gia súc như trâu, bò, lợn, dê, cừu thường xuất hiện nhiều và lây lan nhanh vào các tháng mưa lạnh, khí hậu ẩm ướt, đặc trưng của những ngày mùa đông đang đến ở miền Bắc và miền Trung.